AFKMobi, vào ngay đi chờ gì? AFKMobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghĩ. AFKMobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFKMobi và hôm nay sau bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt bởi nhà hàng Soa Game có tên gọi là AFKMobi, một tựa game nhập vai thể tướng rảnh tay lấy chủ đề về những câu chuyện cổ tích mà các bạn đã từng đọc này hoặc là đã từng xem những bộ phim hoạt hình, ví dụ như là Aladdin và Cây Đèn Thần rồi Cô Bé Cặp Khăn Đỏ các thứ này nọ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con AFKMobi nhá. Bạn thấy là game nó sẽ là chơi theo kiểu màn hình dọc và mình sẽ đăng nhập lại này. Ok, mình sẽ vào game nha. Đó, game này thì nó siêu nhẹ luôn. Đấy, các bạn để cài trên điện thoại iOS, Android, chơi giả lập đều rất thoải mái, không lo kén cấu hình nhá. Đấy, bỏ qua phần cốt truyện đi, mình sẽ đặt tên nhân vật này, sói bạc. Nó sẽ vào game. Thì như mình đã nói, game này là dạng game thể tướng rảnh tay, các bạn sẽ chiêu mộ nhân vật cho xây dựng đội hình và chiến đấu. Một đội hình tối đa là 5 tướng. Đấy, game thì có đồ họa 2D theo kiểu style đồ họa hoạt hình. Đấy, rất là dễ thương luôn. Đó. Nhân vật thì nó sẽ tự động chiến đấu nhé mọi người nhé. Các bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Thì anh em sẽ làm gì? Các bạn sẽ tập trung nhiều vào việc là chiêu mộ và phát triển nhân vật thôi. Dạng game thể tướng rảnh tay. Đấy, rất là dễ chơi, để chơi được luôn tôi thề các bạn. Kể cả lần đầu tiên các bạn chơi game thì anh em có thể làm quen với con game này nó dễ dàng luôn. Đấy, sau này có thậm chí là bỏ qua này, đến VIP 1 hoặc là 3.16 thì các bạn có thể thậm chí là bỏ qua nhanh trận đấu. Tức là các bạn sẽ không cần phải quan sát trận đấu là cũng có thể hoàn thành màn chơi rồi. Ở đây mình cứ chơi theo hướng dẫn của game đã. Được tặng thêm này, công chúa xấu xí Anna. Cho thêm tướng ra trận, tối đa 5 tướng ra trận anh em ạ. Đấy, thường là sẽ cho tanh lên đầu nhá. Game này nó cũng sẽ chia hệ. Đấy, các bạn đưa những nhân vật cùng hệ ra trận thì nó sẽ cộng lên chỉ số. Đấy, ngoài ra này sẽ có 2 phe chuyên biệt là thần cách và tội ác. Nó sẽ rất là đặc biệt, thì các bạn hãy đọc thêm ở cái phần trận hình này. Thật ra là cái này bạn nào mà chơi game thể tướng nhiều ấy thì sẽ không khó làm quen với cái con game AFKMobi này đâu. Mình sẽ đi nâng cấp tướng nhá, chúng ta có nâng level này, nâng level sau này có mặc trang bị. Đấy, rất là quen luôn. Ở đây mình cứ chơi theo hướng dẫn của game đã, chứ mặc dù như mình ấy, mình chơi rất nhiều game rồi thì cái con AFKMobi này nó không có gì khó hiểu cả. Thậm chí là mình vừa vào chơi là mình nắm được rồi. Wow, hiệu ứng hình ảnh đẹp đúng không? Game này thì đồ họa 2D thôi nhưng mà hiệu ứng chiến đấu mình thấy rất là hoành tráng nhá. Hình ảnh rất là ok đấy. Đây, mấy con lá bài ở trong Alice và xứ sở thần tiên này mọi người này. Rồi, tiếp tục nha. Đó. Hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp luôn anh em ạ. Rồi. Cứ chơi theo hướng dẫn của game đã. Chúng ta sẽ mở tính năng mới này. Bấm ra ngoài, chúng ta có tính năng treo máy. Đó. Rồi chúng ta sẽ mặc nhanh trang bị này. Rồi thậm chí là các bạn để cường hóa trang bị lên. Đấy, dùng các đồ khác bạn sẽ cường hóa trang bị chính của nhân vật lên. Và lại tiếp tục mạo hiểm. Game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Đây, còn 4 tướng ra trận rồi. Thực sự là game hướng dẫn rất kỹ. Đây mình có tướng 3 đồng đội cùng nhân cách thì đồng đội sẽ cộng thêm bút thuộc tính. Đấy, tổng cộng là 5 tướng cùng hệ thì nó sẽ cộng thêm chỉ số nhá. Rất là dễ hiểu thôi. Game này có một cái là mình thấy là lúc mà slow motion, lúc mà kết thúc ấy, nó slow motion nhưng mà nó hơi giật, mình cũng hiểu tại sao. Ở đây mình đang chơi game bằng giả lập nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào chiến đấu này. Đấy, nhân vật thì nó sẽ tự động sử dụng kỹ năng luôn, mình không cần phải làm gì cả. Tí nữa mình sẽ ra nâng cấp tướng của mình. Game rất là dễ hiểu luôn, còn AFKMobi này rất là dễ hiểu. Rồi, cứ chơi theo hướng dẫn của game đã. Có cô bé lọ lem Cinderella. Đấy, các bạn sẽ được gọi rất là nhiều những vật mà các bạn đã từng thấy trong những câu chuyện cổ tích mà các bạn đã từng được nghe, được xem. Rất là hay luôn. Mình bị hẹo mất một tướng rồi nhưng mà không sao, cái này chỉ cần vượt ải qua là được nhá, không cần phải 3 sao này như các game khác. Bỏ qua này. Chúng ta sẽ có thần đèn cát. Ở trong cái phần thần đèn này thì các bạn thể chiêu mộ. Anh em để chiêu mộ đây. Sẽ được tặng 10 lượt chiêu mộ tướng miễn phí này. Rất là ngon. Bình thường game khác nó chỉ cho 1 lượt thôi. Game này 10 lượt luôn. Tướng hệ tím. Cô bé bán diêm. Ok. Đợi tí mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá. Nhưng mình nghĩ là tầm 5% thôi. Nâng level này. Khi mà tăng lên level 30 thì các bạn sẽ đột phá. Đột phá thì nó sẽ mở khóa kỹ năng mới hoặc là nâng cấp các cái kỹ năng cũ lên. Đấy. cho cô bé bắn diêm. Đấy, sang chương 2. Ta sẽ cho cô bé bắn diêm vào. Đấy, đội hình mình đã full 5 tướng rồi. Thật sự là game này thì cái con AFK cổ tích này nó hướng dẫn rất là kỹ, nên là kể cả người chơi mới ấy, các bạn sẽ mất khoảng 15-20 phút để có thể hiểu được game thôi. Nó rất là dễ hiểu luôn. Đấy, dạng game thể tướng rảnh tay bây giờ thì rất là dễ hiểu rồi, rất là dễ chơi. Có phần nâng cấp tướng chính này, là tướng nhân vật các bạn tạo á, có cả nâng cấp tướng chính luôn. Đấy, tức là ngoài các cái tướng đồng hành ra, đây các bạn xây dựng đội hình ra thì tướng chính của bạn cũng có thể nâng cấp. Mở tăng tốc x2 này, sẽ nhanh hơn rất là nhiều rồi. Đó, đẹp nhờ, hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp nha. Đồ họa con AFK cổ tích này thực sự rất là ổn áp luôn mọi người ạ. Đây, có quà nạp đầu, các bạn nạp đầu sẽ nhận được tướng cô bé con khăn đỏ miễn phí. Rồi, đã chơi qua phần hướng dẫn đầu game này, chúng ta có thêm phần nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ hàng tuần và nhiệm vụ chính. Hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được thưởng. Đây, nâng cấp tinh bàn này, nâng cấp bản thân lên, tăng lực chiến cho cả tổ đội. Đấy, thấy không? Nó sẽ nâng cấp rất là nhiều. Ma khí này, thông tin này. Và trong phần đây là phần cửa hàng, các bạn để quá nạp. Phần đại lục này là hoạt động hàng ngày thì nó chưa mở. Thì phần chiêu mộ này thì các bạn sẽ có phần tỷ lệ đây là đồng đội hoàn hảo là tướng tím là 4,45%. Ồ, như vậy là thấp hơn như mình dự đoán. Mình đoán là 5% nhưng game này chỉ có 4,45% thôi. Đồng đội tỏa sáng là 45% và đồng đội thường là 50,55%. Nói chung là tỷ lệ nó sẽ không quá là cao nha. À, nó có phần đề xuất này, đề xuất đội hình. Các bạn có thể đề xuất đội hình này nhá. Sau này thì có thêm nhiều tính năng khác nhưng mà ở đây nó chưa mở. Rồi, các bạn có đăng nhập 7 ngày nhận quà này. Đó. Rồi, chúng ta có phần bạn bè đây. Rồi, các bạn hãy kết bạn để tặng trái tim. Tặng trái tim này thì sao? Các bạn có phần chiêu mộ ấy. Các bạn này triệu hội tình bạn ra, triệu hội tình bạn. Tất nhiên là để mà ngon nhất là triệu hồi đồng đội này. Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, bản nhiệm vụ này các bạn có nhiệm vụ chính tuyến nhận thưởng này. Và quan trọng nhất là vẫn là phải nâng cấp tướng nhá. Đây, phần đồng đội này các bạn nên nâng cấp tướng cho mình. Ưu tiên là nâng cấp các cái tướng mà có phẩm chất cao trước, hoặc là cứ nâng cấp đi, sau này các bạn lấy lại nguyên liệu được. Đây là quả online này. Đây là kho báu cấp độ này. Và có cả chiến đấu nhanh này, có auto chiến đấu vượt ải luôn này. Đấy, nói chung là rất là đầy đủ luôn. Dễ hiểu nhỉ, thực sự là cái con game AFK cổ tích này nó rất là dễ hiểu luôn ấy. Bạn nào hay chơi game để tướng thì nhiều thì sẽ không khó làm quen đâu. Sau này thì game nó sẽ mở thêm rất nhiều hoạt động PVP và PVE, tức là những cái phó bản hàng ngày để mọi người kiếm các cái nguyên liệu để nâng cấp cho nhân vật của mình. Đấy, với dạng game thể tướng rảnh tay này thì chủ yếu là anh em sẽ tập trung vào nhiều vào việc là chiêu mộ ra những cái tướng ngon, xây dựng đội hình lên và đặc biệt là kiếm các nguyên liệu để nâng cấp tướng. Bởi vì là càng ngày ấy, độ khó nó sẽ càng tăng cao lên rất là nhiều. Các bạn không nâng cấp là sẽ không chiến đấu nổi. Đấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Thì nếu chung là bạn nào thích dạng game thể tướng rảnh tay và thích một cái chủ đề mới lạ, ở đây là chủ đề cổ tích, với một con game có đồ họa mình thấy rất là đẹp như thế này thì mình nghĩ là rất là đáng trải nghiệm. Thì bạn nào quan tâm thì anh em có thể tải con game này ở trên Google Play App Store nhá. Nhắc lại lần nữa là con AFK cổ tích này được nhà số 2 game phát hành thị trường Việt Nam. Cảm ơn đã theo dõi video này của 63. Ủng hộ video, đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh AFKMobi của em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở AFKMobi, mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bí. Quá thế cao, cho nhiều quá đi. Vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.